Mình chào tất cả các bạn nhé. Trước mặt của mình đây và các bạn, đây là một cái cây hoa hồng cổ Sapa của mình. Cái cây này đợt vừa rồi mình nâng gốc lên với lại cắt tỉa quá nhiều, đâm ra là nó cũng kém phát triển hơn một chút. Hôm nay mình sẽ sử dụng một cái loại thuốc, đó chính là loại phân bón mà mình kết hợp nhé. Hôm nay mình sẽ kết hợp tổng thể tất cả các loại phân bón mà mình cảm thấy mà nó hay nhất để sử dụng cho cái cây hoa hồng này của mình. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành sử dụng để cho nó cho các bạn xem. Ra đây, nếu các bạn mà có theo dõi kênh của mình thì các bạn cũng không quên là mình hay thường có một cái bình dịch chuối như này. Và cái B-Complex mình vẫn đang thường sử dụng. Hôm nay mình sử dụng thêm cái B1, vitamin B1 này nữa. Mình sẽ sử dụng tổng hợp 3 cái loại phân bón mà mình thường dùng để kích mầm kích rễ cho cái cây hoa hồng của mình. Hôm nay mình sử dụng 3 loại này cùng một lúc để tưới cho cái cây hoa hồng cổ Sapa của mình, nó đang kém phát triển nha các bạn nhé. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành hòa tan cái này với lại cái này với cái này, hòa tan vào đây để cho các bạn tưới cho các bạn xem nhé. Thì đây mình quay một lần nữa cho các bạn xem cái B1 nó như nào này. Đây chính là cái B1 mình sử dụng này, vitamin B1. Cái loại này dùng cho người cũng được, bà con các bạn nhé. Đấy. Còn đây mình sử dụng là cái B-Complex này các bạn nhìn này. Đấy, B-Complex này, cái này cũng là thuốc bổ của người nhé, nhưng mà nó hết hạn sử dụng rồi, mình mang ra mình sử dụng đấy, để bón cho cây đấy. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành là lột những cái này ra, bởi vì cái vỏ bên ngoài này nó rất là lâu tan. Mình bóc hẳn ra ngoài cho nó nhanh tan đi. Đây các bạn ơi, đấy, các bạn thấy cái màu nước của nó chưa? Đấy, đối với cái màu nước này là rất là đẹp rồi. Nó không quá đặc và nó cũng không quá loãng. Đấy, mình sẽ vứt những cái này ra rồi mình đổ một phần này vào trong cái chai bình xịt con ong này để mình xịt vào lá. Mình đã đổ vào trong này rồi các bạn nhìn này. Đấy, cái màu nước này. Rồi mình đóng vào, mình sẽ xịt lên trên lá, còn lại cái phần bát này mình sẽ tưới vào gốc để cho các bạn xem. Xoay chặt nó vào đã. Chúng ta xịt cho nó vài cái. Mình sẽ xịt lên trên lá này. Đấy, chúng ta sẽ đi vòng quanh chúng ta xịt nhé. Chúng ta xịt vòng quanh, chúng ta xịt lên trên đỉnh lá và chúng ta xịt cả vào dưới gậm nữa. Rồi, tạm thời mình xong cái phần xịt nhé các bạn nhé. Đấy, còn phần này này mình sẽ tưới vào gốc cho nó này các bạn này. Chúng ta hãy tưới xa gốc cho một chút, đừng tưới trực tiếp vào gốc nhé các bạn nhé. Chúng ta lắc đều lên cho nó tan hẳn đi, không chỗ nhiều quá, chỗ này ít quá. Đây, chúng ta tưới xa gốc cho một chút, sau nó vẫn ăn được mà. Mà thực ra cái rễ gốc hồng bây giờ nó cũng ở chung quanh nó cũng nhiều đấy, không, nó ở giữa nó cũng không có nhiều lắm đâu, nó bám ra hết chung quanh rồi. Còn cái phần cắn này thì chúng ta đổ xa gốc nó ra, đổ hẳn xa nó ra. Rồi, mình đã tiến hành là phun lá và tưới gốc cho nó xong những cái phân mà mình vừa sử dụng. Thì bây giờ các bạn nhìn lại cây hoa hồng của mình một lần nữa, và tiếp theo đó là các bạn xem kết quả của nó ở cuối video, sau một thời gian mình chăm sóc và bón phân cho nó thì nó phát triển mạnh mẽ như nào các bạn nhé. Đây là cái kết quả sau 10 ngày của mình các bạn ơi. Sau 10 ngày mình sử dụng cái dịch chuối là 1, cái B1 là 2 và cái B-Complex là 3. Ba cái loại phân bón mà tốt nhất đối với mình là mình vẫn hay thường sử dụng để bón cho cây. Thì sau 10 ngày từ một cái cây hồng mà nó chậm phát triển, nó rất là ít mầm, và hiện tại bây giờ thì nó đã vươn ra được những cái mầm khá là to và lụ nó đóng cũng khá là nhiều. Bên cạnh đó nó còn ra được thêm những cái mầm nhỏ nữa mà nó sắp sửa ngoi lên đấy, các bạn có thể nhìn thấy đây ạ. Đây, và cái vế bên này đây, các bạn nhìn thấy vế bên này rồi chị ạ. Đó, tiện cho các bạn xem luôn cái cây này của mình vậy này. Đợt đó là mình tiện mình tưới luôn cho cái cây này thì là nó cũng phát triển như này. Đây, mầm lên khá chi là mạnh. Đợt này nắng ấm lâm ra là bọ trĩ nó tấn công cũng hơi mạnh, mình mới phun thuốc xong, nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy cái mầm nó rồi chứ. Từ phía bên này các bạn có thể nhìn, để mình đứng cao hơn một chút cho các bạn xem nhé. Lụ đợt này nó tương đối nhiều đấy, những cái chiếc lụ này đợt này nó lở là cũng khá nhiều hoa của cây này. Cây này của mình cũng lâu ghê đấy, từ cái hôm mà mình lâng chậu cho nó, mình cắt tỉa lặng nắng tay, đâm ra nó chậm phát triển cũng phải vào tầm khoảng 2 tháng nay chưa có một cái đợt hoa nào mà nó nhiều như này cả. Nó chỉ lác đác vài bông thôi. Căn bản là đợt đấy là mình có lâng chậu lên, với lại cái thời tiết nó cũng không thuận lợi, nó nắng nhiều quá đâm ra nó kém phát triển. Thời tiết mấy hôm nay nó mưa, vậy kết hợp mình bón cho nó những cái phân bón đó đâm ra là mình thấy nó cũng lên mạnh.
phải nói là những cái loại phân bón đó mình thường dùng là nó tốt thật. Các bạn cứ bón vừa phải thôi, các bạn bón định kỳ cho cái cây hoa hồng của chúng ta thì nó phát triển tốt lắm. Chúng ta cũng chẳng cần phải lịch kịch là mua cái chế phẩm này hay là chế phẩm kia đâu. Những chế phẩm đó thì thực sự các bạn là mình cũng chưa dùng bao giờ, mình chưa biết là nó có tốt hay không, nhưng mà hiện tại bây giờ mình có những cái chế phẩm mà mình tự kiếm được ở gần nhà hoặc là tự làm được ra, thì mình chia sẻ cho các bạn nó là như vậy. Ở một cái góc quay khác thì mình lại cho các bạn xem một cái cây hoa hồng nữa của mình. Đấy. Những cái chiếc mầm này nó cũng là những cái sản phẩm từ những cái mà phân bón mình sử dụng đấy các bạn ạ. Nó lên mầm cũng mạnh thật đấy. Đây. Thường thường mình bón phân là mình không có bón rải rác đâu, mình hay bón đồng loạt lắm. Cho nên là đây các bạn nhìn này. Đấy. Mình cũng thấy khá chính là hứng thú, nhiều khi mình nhìn mầm mình còn khoái hơn là nhìn hoa cơ. Đây, ở phía bên này cũng vậy này. Đợt này sâu bọ là tấn công mạnh quá. Đấy. Đấy. Đây. Cây này của mình. Bọ trĩ đợt này nó tấn công cũng khủng khiếp phết đấy. Nhưng mà gì nhỉ, xong cái đợt thuốc này với này mình cũng tháo cái bạt che mát ở bên trên đỉnh đầu đi rồi. Thì mình nghĩ là xong đợt này là cái món bọ trĩ này sẽ bị mình loại bỏ đi, mà kiểu gì kiểu nó sẽ bị đẩy lùi thôi. Căn bản là đợt vừa rồi nó lắng lóng, thế nhưng mà mình che cái bạt ấy nó bị thiếu ánh sáng, nó bọ trĩ nó tấn công mạnh lắm. Đây là những cái cây hồng trứng mà mình ghép ở trên một cái cây khác này. Đây còn cái đây là cái cây tượng vi, mầm cũng khá thì nó đẹp. Đấy thì thôi các bạn nhé, trên đây là toàn bộ cái nội dung mà video mình muốn gửi gắm tới các bạn về những cái phân bón mà mình thường sử dụng cho cái cây hoa hồng của mình. Thì hy vọng là cái video này cũng có thể giúp ích được cho các bạn nhé các bạn nhé. Rồi nếu các bạn thấy hay hữu ích thì cho mình một lượt thích, một đăng ký kênh và nhớ chia sẻ cho nhiều người cùng xem nhé. Hẹn các bạn ở những video sau.